Nó na ná như cái mũ thế này. Thằng Tây ngồi ở trong cũng như cái đầu rùa, không nhìn thấy đằng sau được. Ở ngoài thì bám sát, tìm cách giết những thằng ở trong là cái sẽ chết. Hay đấy. Chủ yếu là phải có tinh thần quyết tâm tiêu diệt địch. Đấy chứ đâu. Alo, Hòa Bình, đi phải. Đồng chí Thuận. Không có súng trong tâm thì làm gì được nó. Cứ nằm đây mà đời súng à? Để nó bắn chết hết đông đồi à? Bắn sẵn sẽ có cách. Tôi biết, tôi về ngay. đang không lọt vào trận địa. Chúng nó chơi mình một cú bất ngờ. Phải giết bằng được chiếc xe tăng này. Báo cáo, con tiểu đội tôi đi diệt xe tăng. Cẩn thận, tránh cầm súng để bắn sát. Trần Hưng, cùng cho đội giúp mặt trận phía trên. Điều 12, theo tôi. Lối này. Mình xuống với anh em. Chị Toàn, có. Truyền nhảy xuống cho các trung đội tiếp cận chiến đấu. Trung đội 2, bóng lưới cao đánh thốc sau lưng địch. Đó, Hoàn. Trung đội 3, cử ngay một khẩu đại liên để bắn hiểm hộ cho tiểu đội Cù Chính Lan. Đó. Tổ 2, một xe bên kia được. Mẹ nó, để tôi. Khoan, phải tìm cách bò sát đã. Nó bắn chết hết lính, còn cứ làm mà chờ à? Tên địch trên xe tăng, tung lên, bắn theo đường chạy. Tôi yêu cầu đồng chí hãy lùi lại phía sau, đừng lo cho tôi. Phát huy tinh thần dũng cảm của đảng viên, đoàn viên, diệt bằng được chiếc xe tăng này. Hãy trả thù cho Hưng. Lúc này phải bình tĩnh, cho người đánh lạc hướng thì mới có cơ hội tiếp cận được. Đồng chí Kính, có lợi dụng đinh bên phải, lôi vào lập tịch phía bên đó, rồi tìm cách đưa vào rừng. Đó. Thấy tôi, chỉ huy cho đội. Cẩn thận. lên trên nóc. Come on!